dừng lại thì các hỏi là lý do, để hỏi là lý do không hợp. Chị cũng mắc cười chỉ nói là ồ 12 năm, 12 năm mà nói tiếng không hợp thì mình hơi chuyện mắc cười. Nếu mà bạn bè thân nhau á, mình chơi không hợp á là mình cố gắng cầm cự lắm luôn, có khi là sẽ 2-3 năm thôi, đúng không? Rất là bạn bè. Ví dụ tình yêu chị cho lắm là lắm là 15 năm, ví dụ cố gắng lắm là coi là 5 năm để rồi mà con này 12 năm nó chín không hợp thì chị thấy hơi lạ lùng đó thôi. Có nghĩa là thôi mà thiệt cái lòng nha, thì sau cái chuyện của bé Amy á, các không muốn dừng lại rồi, thật sự muốn dừng lại mà không biết phải bắt đầu từ đâu luôn. Chỉ là cái thời điểm đó em biết không, ai cũng quay lưng đến anh Tuấn hết á, khán giả quay lưng ra rồi, nghề nghiệp sự nghiệp của anh thì bao nhiêu cái show người ta hồi hết trơn luôn. Mà lúc đó thì mình nếu mà chị quay lưng thì dễ lắm, dễ đó các chị, chỉ cần quay lưng. Nhưng mà lúc đó thì chị với anh Tuấn là 9 năm, nhưng nhà 9 năm mà bây giờ mà chị quay lưng đi á, thì chị thấy chị không phải là chị. Thay giờ nên là chị ở lại và anh Tuấn cũng ở lại và đúng cái nói chung nói gì à, khi mà nói vấn đề này ra thì xin lỗi chị với Tuấn trước, anh Tuấn cũng không muốn để nói vấn đề này ra, nhưng mà không nói thì người ta hỏi ủa sao chia tay thì ai cũng nghĩ thay mỗi cách. Thì là 14 tháng 2 năm ngoái là thật ra các kiều thì chưa có hôn thú luôn. Thật ra bao nhiêu lần định đi ra làm hôn thú xong có công việc cái lại hoãn, cứ vậy cũng hẳn. Nhưng mà nghĩ chắc có lẽ cái duyên nó có cái duyên, giữa trăm vạn tỷ người có duyên gặp nhau là đã cái duyên, cái nợ với cái nghiệp không có với nhau thì có lẽ là cho nên là không có làm hôn thú gì được, đại khái gì. Và kể cả cái chuyện sinh con thì hai đứa cũng đi ra, gọi là ổng thì lấy tinh trùng, chị cũng lấy trứng rồi hết rồi, bác sĩ phối lại hết rồi, thì đùng một cái là xảy ra cái chuyện anh Kiều với lại bé An Nguyên thì cứ lại lui được. Thì tới hôm nay là coi như là không máy luôn, thì mình nghĩ chắc không có nợ cũng không có nghiệp làm vợ chồng, cho nên mình nghĩ cái đó cũng là cái khi mà anh Kiều ở tới tiếng dừng lại thì chắc không mình cũng đồng ý luôn. Năn nỉ thì không phải năn nỉ, mà cái lỗi thì cũng của mình, mình cũng xin lỗi xong rồi ấy thì sao mà ảnh nói không được thôi. Nhưng mà đó nó không hợp thì không hợp thì thôi chứ biết sao gì đó. Không phải em trong cái chuyện em chị không thể chị nói hết ra để cho em biết được, em nói chị không cho chị là cao thượng đâu, chị chẳng cao chị cũng chẳng thượng, nói chung là thôi lỗi của mình đi. Những nhà sản xuất á, người ta điện thoại cho chị Cát, người ta nói chị Cát ơi dự án của em nó vậy vậy ABCD, những gì cũng ảnh hưởng rất nhiều, khi mà chuyện này cao mối ra còn ảnh hưởng rất nhiều này kia, hồi chị ok, nói chung thì mình bị người ta đi, mình coi lại thấy nhà sản xuất cũng điện cho chị luôn và hỏi ủa hai người như thế nào, Cát ơi Cát có thể giúp là đừng có ép chuyện này ra, thì Cát lại coi lại nữa rồi lại đưa lên đấy là làm đưa lên nói với báo chí là bình thường không có gì hết. Nhưng mà thật sự em thấy khổ lòng lắm, chứ không phải là chị đâm ra người ta cho chị chiêu trò chứ có chiêu có trò có gì đâu. Còn này mình khi mà đó nó không hợp thì không hợp thì thôi biết sao gì đó. Giữa trăm vạn tỷ người có duyên gặp nhau là đã có duyên, cái nợ với cái nghiệp không có với nhau thì có lẽ là cho nên là không có làm mối thú gì được, đại khái gì. Và kể cả cái chuyện sinh con nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.